Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022 vào 7 giờ ngày 5 tháng 9 như chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, vào 7 giờ ngày 5 tháng 9, chương trình chào năm học mới sẽ diễn ra trực tuyến. 7 giờ 30 diễn ra chương trình khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện, và 8 giờ chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp. Thời gian đầu sau khai giảng khoảng 2 tuần, việc dạy học trực tuyến chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ. Sau đó, nếu tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy và học bài mới trực tuyến cho học sinh trên cơ sở quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.